Bài số 34, bộ nhớ ERM của Arduino. Thì trong bài chính này chúng ta sẽ ghi và đọc các giá trị số vào trong cái bộ nhớ của ERM của Arduino. Thì phần cứng là một cái Arduino Uno. Thì bộ nhớ ERM thì trên vi điều khiển bo mạch Arduino thì nó sẽ có cái bộ nhớ ERM. Thì bộ nhớ này có giá trị, sẽ lưu được giá trị khi mà bo mạch bị tắt, thì giống như là một cái ổ cứng nhỏ. Thì thư viện này cho phép bạn đọc và ghi các giá trị đó. Thì các bo Arduino khác nhau, bộ nhớ khác nhau, ví dụ như là đối với Arduino Uno xài AT Mega 328B thì sẽ có 1024 byte. Thì đây là đoạn code giúp chúng ta có thể lưu các giá trị random vào trong bộ nhớ ARM, lưu 10 giá trị từ 0 đến 9 và sau đó sẽ đọc cái giá trị đó ra. Chúng ta sẽ copy đoạn code này qua cái Arduino, qua chương trình Arduino IDE, sau đó tiến hành nạp code. Thì chúng ta cũng không cần phải đấu dây gì, chỉ cần cắm cổng USB từ Arduino vào trong máy tính là được. Chọn cổng cơm, OK, sau đó bấm nạp. Sau khi nạp xong rồi, chúng ta sẽ mở serial monitor lên. Thì trong cái đoạn code này, nó sẽ lưu lần lượt cái giá trị ở các địa chỉ là từ 0 đến 9, và đây là cái giá trị ngẫu nhiên. Sau khi lưu được 10 giá trị xong rồi, nó sẽ in những giá trị này ra. Thì các bạn có thể thấy là những giá trị in ra nó giống như những giá trị mà chúng ta lưu vào. Thì trong cái chương trình, trong cái đoạn code, chúng ta sẽ sử dụng thư viện là ERM. Thì thư viện này nó sẽ được cài đặt sẵn khi chúng ta cài đặt chương trình Arduino IDE. Khai báo cái biến địa chỉ address bằng 0. Sau đó trong setup thì chỉ cần setup cho cái serial monitor là được. Cổng bọt là ổ cổng baud array là 9600. Trong cái vòng lập lớp thì chúng ta sẽ tạo một cái biến store value. Thì chúng ta sẽ lấy random, thì random này từ 0 cho đến là 255. Do cái giá trị integer này chúng ta lưu trong một byte, cho nên là cái giá trị cực đại nó có thể lưu được là 255. Rồi chúng ta sẽ in cái giá trị store value và cái địa chỉ mà nó sẽ lưu vào tương ứng. Sau khi có cái địa chỉ và cái giá trị rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm là write arm.write. Truyền vào đây là cái địa chỉ, truyền vào đây là cái giá trị cần lưu. Thì chúng ta sẽ lưu được con số, ví dụ như ở đây chúng ta lưu được con số là 30, thì ở cái địa chỉ 0 và value là 30, thì để address là 0 và store value là 30. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho biến địa chỉ này tăng lên một đơn vị. Nếu như mà tới nó bằng 10 thì nó sẽ dừng lại, nó không, nó sẽ reset lại. Không phải reset, tức là sẽ lưu lại ở địa chỉ thứ địa chỉ số 0. Trả cái biến address này về 0 lại. Đồng thời mình sẽ gọi một cái hàm print value và mình truyền vào cái địa chỉ mà mình cần in ra, tức là cái địa chỉ lớn nhất mình cần in ra. Thì trong cái hàm print value này nó sẽ lấy cái giá trị, ví dụ như hiện tại n nó là bằng 10. Bằng 10 có nghĩa là mình đã lưu được từ 0 cho đến 9, tức là 10 cái giá trị. Thì mình sẽ in cái câu này ra, print store value là in câu này. Sau đó sẽ lần lượt cho dòng lập for chạy từ 0 cho đến nhỏ bằng 10, tức từ 0 đến 9. Và mình sẽ đọc cái giá trị bên trong cái bộ nhớ ARM bằng cách sử dụng hàm read, và y chính là địa chỉ. Ví dụ mình truyền y bằng 0 vào, thì y bằng 0 thì lúc đó nó sẽ đọc cái được cái store value của mình đó, sẽ là 30, tức là tương ứng với địa chỉ số 0, thì nó sẽ lấy ra được cái giá trị 30 và in ra. Rồi lần lượt tăng cho đến 10, ví dụ như tăng đến 9 thì y bằng 9. Ở đây y bằng 9 thì nó sẽ đọc ra được cái giá trị là 228, thì nó tương ứng với cái giá trị mà chúng ta đã tạo ra và lưu vào là 228. Thì đây là trong trường hợp chúng ta lưu các biến value mà nó kiểu
cực đại của nó, lớn nhất của nó chỉ có 255 thôi. Trong trường hợp chúng ta muốn lưu số lớn nhất, số lớn hơn, ví dụ như là kiểu kiểu lon, lưu một con số mà vài trăm ngàn chẳng hạn, ví dụ con số là 1.000, thì lúc đó nó sẽ vượt quá con số 255, thì chúng ta không thể lưu bằng cách này được, mà chúng ta sẽ chia ra từng byte để chúng ta lưu. Ví dụ như cái này chúng ta có là một byte thì nó 255, thì số lon nó sẽ khoảng 4 byte, thì chúng ta chia thành 4 byte để chúng ta lưu cái chữ số lon đó, cái kiểu dữ liệu là lon. Thì khi mà chúng ta lưu như vậy, chúng ta đọc ra thì chúng ta đọc tương tự. Thì mình có một cái video, các bạn sẽ vào trong cái trang Herolite, các bạn sẽ gõ ERM thì nó sẽ xuất hiện một cái video là lưu giá trị vào bộ nhớ của ERM của Arduino và store long data, tức là cái kiểu dữ liệu cử long. Thì trong video này sẽ hướng dẫn các bạn cách lưu một con số rất là lớn, lớn hơn 255. Và đây là đoạn code trên trang GitHub, thì các bạn có thể tham khảo đoạn code này. Thì trong cái đoạn code này mình sẽ lưu cái giá trị từ cái encoder, sau đó sử dụng một cái hàm, để ở đây mình sẽ có hai cái hàm đọc và cái hàm ghi, write long và read long. Thì chỉ cần truyền địa chỉ và value, thì gọi cái hàm này cũng y chang như cái hàm write của ARM. Lúc đó thì thằng value này sẽ có kiểu dữ liệu là long, và nó sẽ lưu được giá trị tối đa là từ trừ 2 tỷ cho đến là 2 tỷ. Đó, các bạn sẽ thấy con số này rất là lớn. Thì thông thường mình làm về ghi nhận dữ liệu thì con số không lớn đến nỗi vậy đâu, chỉ cần một vài ngàn là thấy lớn lắm rồi. Ok, như vậy là cái bài à, còn một cái nữa là các bạn có thể tham khảo thêm các hàm của ARM ở trên thư viện ARM cũng trên trang chủ Arduino. Thì ở đây sẽ bao gồm các hàm là read write, chúng ta đã biết hàm update, hàm get, hàm boot. Thì đây là các ví dụ ngoài ra chúng ta còn có thể mở ví dụ ở khi chúng ta vào file example, chúng ta sẽ chọn tới ARM, ví dụ như là mình sẽ chọn một cái ví dụ mà nó lia tất cả bộ nhớ ARM nó đã lưu. Thì đây là cái ví dụ đó, thì nó sẽ cho một cái biến y chạy từ không cho đến cái độ dài mà ARM đã lưu được. Cái hàm này thì nó sẽ lấy được là ví dụ hồi nãy mình lưu 10 cái giá trị, thì lúc này ARM.len sẽ bằng 10 và nó ghi giá trị không vào trong cái địa chỉ tương ứng, chạy từ 0 đến 9 và ghi giá trị không. Thì lúc đó mình sẽ xóa hết những cái giá trị mình đã lưu vào trong cái bộ nhớ ARM. Thì các bạn có thể tham khảo những ví dụ khác, như là video hướng dẫn các bạn cách lưu dữ liệu và đọc dữ liệu vào trong bộ nhớ ARM của Arduino. Đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.